Khả năng ô tô xin kính chào tất cả quý bà con, các bác, chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả năng ô tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người thời gian vừa qua đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ Khả năng ô tô. Hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ những video Khả năng lên sóng báo giá về những mẫu xe bên em mới về. Hôm nay em Khả năng về một loạt 5 mẫu xe màu các loại xanh đỏ tím vàng, Kia K3 và Kia Cerato các bác nhé, để cho bà con lựa chọn này. Giá chỉ từ hơn 100 triệu đồng thôi, bà con đã sở hữu chiếc xe này ở đây. Đấy, giá rất là hợp lý cho bà con các bác anh chị nào. Không phải là hơn 100 triệu là xe này bán hơn 100, mà là em sẽ làm hỗ trợ trả góp cho anh em, nhưng mà trả góp bây giờ 3 tháng mới xong. Có anh em nào mà chịu được thời gian đấy thì anh em. Đấy, mỗi mua xe thì anh em chỉ cần bỏ ra hơn 100 triệu thôi để mua xe để trả góp, nhưng mà hiện tại thì đang thông báo với bà con là những mẫu xe này trả góp thì cái con đỏ đỏ dưới kia 3 tháng chưa xong. Vì ngân hàng giờ đang hết tiền, không có tiền giải ngân đâu. Nhà em đang rất là nhiều Kia K3 các kiểu, Kia K3, Kia Cerato các bác nhé. Giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. 60 anh em có Spark đi, 70 anh em có Kia CD5 đi. Đấy, em muốn giới thiệu như thế vì anh em nhìn xe mới về, các bác nhìn này, một bãi xe mới về nhé, trong đây còn mấy trăm con nữa. Đấy, nhiều lắm các bác nhé. Đấy thì em sẽ xin phép lên sóng báo giá cho bà con, các bác anh chị nào muốn quan tâm những mẫu xe bên em. Đầu tiên là mẫu xe đời 2014 tư nhân chính chủ biển Hải Phòng các bác nhé. Xe đẹp, máy zin, keo chỉ zin, zin cả xe, động cơ 1.6, đầy đủ trang bị túi khí, phanh ABS nan đăng đúc. Đấy, chiếc này thì nó tiêu hao tầm khoảng khuôn, tất cả những mẫu này nó tiêu khoang số sàn thì tầm 7 lít nhá, 6 lít rưỡi 7 lít, còn số tự động tầm 8 lít các bác nhá. Để cho anh em tự cân đối hợp lý. Đấy, tiếng máy nó êm ru luôn. Đèn nét, đèn bi này, đấy, form dáng mới. Cái dòng ô sao hai con này giống biển giống nhau đấy nhỉ? 13603 này. 96203 em đăng sớm cho anh em nào vào bờ sớm nhá. Anh em nào nhìn thấy biển này, này làm con xin tứ nhỉ. Đấy, xin năm được. Tối về bờ đây anh em mua xe giá rẻ này. Đấy thì anh em có thể nhìn thấy không? Cái lớp sơn màu lông chuột này nhìn rất là đẹp và bắt mắt này. Zin cả xe, động cơ 1.65 chỗ ngồi nhá. Đăng kiểm tháng 12. Đấy, tư nhân rồi anh em ạ, nhìn này, xe đẹp lắm. Keo chỉ zin luôn anh em nhé. 2014 này. Đấy thì em báo qua thôi chứ bây giờ mà báo hết thì có hơi nhiều anh em ạ. Con đấy thì em đang bán cửa hàng là 438 triệu đồng giá với con bên cạnh nhá. Kia K3 xuất sản xuất tại Việt Nam đời 2014, hai mẫu này biển 03 luôn. Đấy, em đang chào bán với mức giá là 438 triệu đồng, động cơ 2.0. Đăng kiểm tháng 6 năm 2023. Con này đăng kiểm dài hơn này. Đấy, gậu lộ thất ghế nguyên bản này, màn hình OLED, đèn lồ start top, túi khí, phanh ABS, keo chỉ zin, máy zin nhá. Những cái mẫu xe đời cao mà xe gia đình như này anh em này, mua bán rất là an tâm đến xem xe cửa hàng. Rồi có cam kết cho bà con các anh chị luôn. Không tai nạn nặng ấm nước, còn xước sát va quẹt thì đôi khi vỡ cái đèn anh em cũng bắt chẹt thì nó khó đúng không? Còn đẹp sạch sẽ như này anh em. Con này thì nó đặc biệt cái là nó đặng kêu động cơ 2.0 nhá. K3 này là 2.0. Có cửa lóc, túi khí, phanh ABS đầy đủ. Đấy. Bên cạnh đó là tiếp theo là K3 đời 2016 nhá. Một chủ tư mới, chủ lữ sử dụng và số tự động, động cơ 1.6, K3 có hai phiên bản. 1.6 và 2.0. Thì đây là phiên bản 1.6 này. Một bình thường là 2.0 nó sẽ đắt hơn các bác nhé. Xe chấm càng to thì càng đắt. Đấy. Chiếc này thì một chủ từ đầu màu trắng ngọc trinh đây, biển gì nhỉ? Biển Hà Tĩnh thì bên em đang chào bán là 465 triệu đồng. 465 triệu đồng đây. Đấy. Keo chỉ zin các bác nhé. Nội thất đẹp, nó này nội thất hai màu rồi. Đời hai cuối 2015 nên nội thất hai màu. Có điều hòa auto. Đấy, tất cả hầu hết nó giống nhau thôi, nhưng mà mình cứ báo qua này anh em mà đến xem. Ý là sự lựa chọn nó nhiều đấy. Các bác là muốn mua một con thì đến đây có 5-6 con anh em chọn thì nó cũng sướng hơn rất là nhiều đúng không ạ? So với những nơi khác thì người ta chỉ có một con duy nhất thôi, anh em xem nó cũng khó. Đấy, tiếp theo thì anh em xin giới thiệu cho bà con, các bác anh chị chiếc này bán là 465 triệu nhá, đời 2016 nhá, một chủ từ đầu. Tiếp theo chúng ta gặp gỡ một chiếc xe đời 2016, động cơ 1.6, biển 79 ở Quảng Bình hay Quảng Trị nhỉ? Đấy, Quảng Bình 79 nhá các bác nhá. Em đang bán là 369 triệu đồng, đời 2015, phiên bản số sàn đấy. K3 đời 2015 phiên bản số sàn, cuối form rồi, cũng nên form mới, nội thất mới nhá. Hai màu. Đây. Nội thất hai màu này, keo chỉ zin, sơn zin nhá. Sơn màu bạc zin theo xe. Chiếc này thì anh em thấy không? Mặt còi, vô lăng các thứ phím bấm zin hết, có màn hình theo xe. Đây cái mức độ tiêu thụ thì nó tầm 6 lít 3 này. 7 lít 6 kết hợp này. Đấy, 6 lít 3 đường trường. Nói chung là hơn 6 lít thôi, động cơ 1.6 số sàn. Anh em là rất phù hợp làm dịch vụ. Đấy. Tiếp theo là em màu đỏ này đời 2016 nhá. Giá thì nó cao hơn một chút. Con này màu đỏ được cái màu đẹp. Máy số zin. Chiếc này thì một chủ thứ mới biển Nghệ An. Em chào bán tại cửa hàng là 395 triệu đồng cơ.
có bớt có lùi cho anh em nào quan tâm. Tất cả những mẫu xe này em khả năng đều có lùi cho bà con các anh chị luôn. Để anh em nào mà đến quan tâm với chiếc xe bên em thì đến trực tiếp gặp gỡ khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062779. Chiếc này động cơ đó 1.6 số sàn, nó tiêu hao tầm khoảng 6,5 lít. 6,5 lít trên 100.000 nhưng nội thất của này đẹp lắm. Anh em nhìn này. Nội thất của nó khác biệt hoàn toàn các bác nhé. Nhìn này. Đấy. Nội thất nhìn đẹp thật. Có chị gái người Quảng Bình à. Biển 73 ở đâu Quảng Trị. Thích ở Quảng Ngãi, thích lắm. Thích con này lắm đấy nhưng mà chị chưa đủ tiền, cứ đòi trả góp nhưng mà giờ trả góp nó khó, không làm được. Chị thích lắm mà chị có Giario muốn đổi. Nếu chị xem được video này chị lại gọi cho em nếu đủ tiền nhé. Con xe rất là đẹp này. Nội thất nó kiểu hoàng gia đấy. Đúng này. Đấy. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cho bà con các bác anh chị một mẫu xe 2.0. 2.0 đời 2016 thì giá nó cao hơn. Nó sẽ cao hơn một chút, giá 485 triệu đồng. Nhưng mà form nó là form mới các bác nhé. Anh em nhìn này, con này mấy con này là form mới này, hai con này form mới, còn những con kia là form 2015 giờ xuống. Còn hai con này 2016 thì form mới rồi. Nó có hốc đèn đằng trước nhìn trông rất là thể thao nhá. Và mang lớp sơn màu vàng cát ở bên em đang chào bán tại cửa hàng là 485 triệu, còn bớt có lùi. Đấy. Nhiều chưa? Thế sẽ báo qua cho bà con thế còn đây. Đây. Nhiều sự lựa chọn này thì anh em tha hồ lựa chọn nhé. Cái gì đây? Nhớ ghế mọi người nhé. Ui, thẻ Pokemon này. Cái này mà mang về cho con chơi thì thích lắm này. Tí cầm về luôn. Đấy, như vậy thì vừa rồi khả năng ô tô vừa lên ra sóng báo giá cho bà con mua bán không anh chị 6 mẫu K3 Cerato. Nó chính là nhiều giống nhau đấy. Nhưng mà nó giá từ khoảng hơn 400 đến gần 500 hay 408 thôi. Rẻ lắm. Nói chung là còn trả góp cho bà con. Chỉ từ 100 triệu anh em sở hữu những mẫu xe ở đây. Nhưng mà đợt này nó hơi lâu tí thì báo cho bà con thế chứ không phải bên em không làm. Có làm nhưng mà làm nó lâu tí anh em nhé. Xe thì rất là nhiều. Ngoài ra những mẫu này nhà em còn có Mazda này, Kia Vios này. Rồi thì Hyundai số tự động cũng rất là nhiều cho bà con lựa chọn từ khoảng hơn 300 đến 400 500 triệu đồng nhá. Nhiều lắm ạ. Ngoài ra đây anh em nhìn này, xe về trong ngày rất là nhiều cho bà con lựa chọn nhé. Đấy. Cái con Kia CD5 này thì khả năng đang chào bán có bao nhiêu? Có 78 triệu đồng thôi. Con này thì chủ xe mua vào 75 triệu nhá. Chủ đầu tư mua vào 75 triệu này. Về dọn lên bây giờ chiếc này lên gần 100 rồi. Bán 78 triệu cho anh em là yêu thích cái dòng CD5 này. Nói chung cái dòng này anh em nào thích mới mua, còn bình thường thì không ai thích đâu. Anh em nào thích đi mình mua con này nó ngon hơn Spark các bác nhé. Đi ngon hơn Spark đời 2004. Biển Hà Nội. 29V0275. Con này nó đẹp hơn con Spark, cứ đi nó bền hơn, nó lành hơn con Spark. Thế nó giá nó mới cao thế. Có những con chỉ 30 40 thôi. Có con chỉ 40 30 thôi. Anh em ạ, nên nhớ vậy. Có cái con chỉ 3 40 thôi. Có những con thì nó đắt. Đấy anh em cứ nở nựa cân đối. Con này thì bán 75 triệu cơ. Đấy 75 triệu bán các bác nhé. Tùy xe mỗi khác. Con này máy êm lắm, ngon lắm. Nói chung là mượt mà lắm. Sạch sẽ. Còn có những người bán chỉ còn 30 40. Có những chiếc thì bán 6 70 tùy theo xe. Đấy. Vios đời 2005 khả năng đang chào bán với mức giá là chỉ có 116 triệu còn bao rút hồ sơ nhé. Đây, bộ đôi Kia Morning này giá rẻ cho anh em nào quan tâm này. Một chiếc màu đỏ rất là đẹp, đang đúc đầy đủ. Máy zin nhé, con màu đỏ đời 2014 máy zin luôn. Bán là 182 triệu. Có màn hình này, có đang đúc này. Có cam nùi. Nội thất đẹp, máy zin, keo chỉ zin. Sơn màu đỏ đẹp, ngọc rất đẹp luôn, bao đút hồ sơ. Còn chiếc này bán 169 triệu đời 2013, biển Hải Phòng. Đấy. Tiền nào của đấy bà con ơi. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn mà. Đây cái chiếc này thì em đã lên video rồi. Anh em nào mà quan tâm được thì có thể alo nhé. Đây. Đấy. Keo chỉ zin luôn, sạch sẽ. 169 triệu trước ngày trước thì bán 150 thôi, bây giờ nó giá nó lên tí thì mua. Đấy, tiếp theo chiếc này thì bán 180 này. Để ra bà con 175 triệu. Ngoài ra dưới này còn nhiều lắm anh em. Hyundai Elantra đời 2009 phiên bản số tự động, 2010 hay 2009 nhỉ. Chiếc này bán 286 triệu nhá. Con này số tự động, Elantra form cũ. Thì nó rẻ hơn. Đời 2010. Đây. Còn dưới này em còn mấy mẫu nữa nhá. Trước mắt quý vị anh chị nào mẫu Nissan Sunny số tự động. Giá rẻ hơn Vios với Accent khoảng 100 triệu mà rất là đẹp, chắc bền. Con số tự động này đời 2015 nhé.
À đâu, 2010 mấy nhỉ? 2017. 2017 hay 18 gì nhỉ? Chết rồi, 18 qua mới quay mà. Đấy. Biển Hà Nội tên tư nhân 30H này. 94721 mang nước sơn màu trắng ngọc trinh đây. Đấy, đây là anh em đang diễn này. Đây. Đây là mấy con nghiện nhé các bác nhé. Đây là hậu trường của TikTok này anh em này. Đây là mấy con nghiện. Kia thì ông áo đỏ kia thì nghiện gái, còn ông kia thì nghiện phụ nữ đấy. Đấy cái gì đấy? Nó phét. Nó phét đấy. Ừ. 389 triệu đồng đời 2018 đấy các bác nhé. Đấy. Ngượng lắm. Ôi giời, ngượng lắm. Tôi quay hết rồi. 30H94721. Đây là mẫu xe đời 2018 các bác nhé. Đời 2018 và form là form premium. Nó có cái body kit này, nó có túi khí phanh ABS, có xi nhan gương. Con xe này nó rẻ hơn Vios hàng trăm triệu đồng các bạn. 389 triệu mà đời tận 2018 cơ. Lại tư nhân biển Hà Nội, xe không taxi dịch vụ, máy số keo chỉ zin. Đấy. Chiếc xe này anh em là lựa chọn cảm thấy hợp lý thì anh em alo cho em. Còn anh em mà cửa tiền 350 thì anh em có thể alo cho em lấy chiếc 26 nhá. 26 biển Thái Bình, em đang dọn sơn rồi. 1-2 hôm nữa mang về. Màu trắng như này luôn và em bán mức giá là 350 thôi mà rất là phù hợp luôn, gốc Hà Nội cho anh em là lựa chọn. Tiếp theo là Vios nhá. Vios đời 2015 các bạn. Đời 2015 với mức giá là dưới 300 triệu đồng. Vios động cơ 1.3 mang lớp sơn màu trắng ngọc trinh rất là đẹp đây. Biển Hải Phòng tên tư nhân. Đó. Yêu máy êm đấy. Khiếp đặc, máy êm ru. Con này đang nổ máy này. Đời 2015 nhá, giá 288 triệu. Yêu máy êm lắm. Yêu nội thất đẹp lắm anh ạ. Đây. Quay kỹ cho anh em nào quan tâm nè. Đây. Ôi máy êm lắm các bác. Máy con này còn zin nhá, máy zin đời 2015. Máy zin này. Đấy, keo chỉ cabo nguyên zin này, không mất phần nào luôn. Nói chung là con với con Vios thì độ bền nó cũng khá là cao. Form dáng nó cũng thuận mắt và nó cũng quen thuộc. Ví dụ thế, vì thế mà giá của con này nhá, nó bằng con Sunny 2015 nhưng mà bán có 220 thôi. Còn cái con này 2015 bán 208 cơ. Thì giá tiền nó cũng khác nhau, thì nó form dáng nó khác nhau và độ bền nó cũng khác nhau. Em nghĩ là độ bền thì ngang ngửa Sunny thôi, nhưng mà form thì nó thuận mắt hơn một chút, nó cũng đẹp, khá đẹp mắt và bắt mắt nhé các bác nhé. Anh em nào quan tâm với dòng này có thể alo trực tiếp cả đăng ô tô nhé. Số điện thoại 0326062789. Em sẽ làm video riêng chiếc này để phục vụ cho bà con các anh chị luôn. Tiếp theo con Isuzu này, mới về máy dầu nhé. Isuzu đời 2005 bán mức giá là 216 triệu đồng. Động cơ 2.5 nhé, hàng siêu phẩm. Thấy anh em quảng cáo là siêu phẩm đấy, xem này. Phiên bản số sàn, ui củ số đẹp lắm các bác. Yêu này. Củ số này. Vô lăng này. Chân này, yêu, chân phao này. Con này đẹp đấy. Anh em nào thích máy dầu mà khoảng tiền hơn 200 thì lấy con này nhá. Đời 2005, Isuzu Highlander. Đấy, em xin kết thúc cái video này ở đây và sẽ lên sóng báo giá gửi cho bà con các anh chị cái mẫu xe mới về bên em đây.